nhưng mà cái lúc ở về về ở với em đó là có ngủ chung với em, là có như sinh hoạt bình thường giống mình, như vợ chồng không? Cũng bình thường, nhưng mà cuối cùng là lúc nó sanh vậy đó anh, rồi cuối cùng rồi cũng như là thường nó biết rồi đó, biết là không phải là của em đó, rồi sanh rồi bỏ rồi. Em cũng nuôi. Tóm lại là vợ em sanh là con của em, không phải con ruột em luôn. Không có gì hết, không điện, không có nước, không có toilet gì hết. Đi là đi sau hè, nước thì múc ở dưới kênh đó lên đó, uống đó. Với cái điện này hả? Dạ. Hết rồi. Đây nè, cơm em nấu đây. Rồi gạo đâu? Trời, gạo cơm, đây. Ăn cơm chung với chó luôn hay gì trời? Dạ. Trước khi em lấy vợ em á, là vợ em có mang bầu đó, có không? Dạ, đúng rồi. Trước tiên là có mang bầu này trước rồi. Hả? Nhưng mà em biết thôi mà sao? Không, em không biết nên mới về mấy này kia rồi em mới biết được sau này thôi, về mới em mới biết. Rồi cuối cùng vợ em cậy cũng thấy vậy, em cũng nuôi luôn. Ở đây không có điện, không có nước, rồi tối dạ. Em đốt bằng đèn gì? Không có gì đốt chứ. Để vậy luôn hả? Dạ. Trời ơi, coi về tối thui vậy sao đi tới luôn được trời. Vợ có bầu trước khi mà về ở với mình mà em vẫn cưu mang cháu, dạ. Không bỏ rơi cháu. Dạ. Rồi em cưu mang rồi thương cháu như vậy thì tụi anh thấy cũng tội nghiệp em, cho nên là anh tới anh sẽ giúp đỡ cho em, nhưng mà cái đường xúc động quá ha em. Rồi, thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm, được lời giới thiệu là bên cạnh là em Trúc. Giới thiệu cái hoàn cảnh rất là đặc biệt phía sau này cô chú anh chị, không có nhà cửa gì ở hết, mà đây là một gia đình là như em Trúc nói là có nuôi một người con 10 tuổi, thì câu chuyện là thế nào? Em tên Trúc, tại em nhà em thì ở trên kia nhưng mà vườn em ở đây. Em biết được cái anh Trung này, hoàn cảnh ảnh là vợ bỏ, con thì không phải con ảnh. Rồi ảnh nuôi giùm thôi, chứ mà rồi cha con thì cũng ở đây. Nhà ảnh không có nhà ở, rồi cha con thì sống nghiêu ngao vậy đó. Rồi hai cha con đi bắt ốc, thấy rau rồi đó về ăn, sống qua ngày vậy. Gạo thì trên chùa cho. Anh nghe em nói là cái người con 10 tuổi phải không? Dạ. Là không phải là con ruột nữa hả? Dạ đúng rồi, không phải con ruột. Hai vợ chồng quen nhau là vợ có bầu trước 3 tháng mới về ở với ảnh. Vậy đó hả? Rồi dạ. Bây giờ vợ còn ở đây không? Dạ không, vợ bỏ đi hồi lúc con 6-7 tháng đi tới giờ. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, bé ở đây là 10 tuổi đó có được ăn học không? Dạ không, nó không có miếng giấy khai sanh nào hết trơn. Mẹ nó trốn viện rồi, đâu có giấy khai sanh đâu mà sanh. Không có giấy chứng sanh gì, không có giấy tờ gì hết trơn. Vậy hả? Dạ. Rồi, cái người cha ở đây có đất, có giấy tờ? Dạ, ảnh thì ảnh có được cái căn cước của hổm đó. Ta mới làm lại cho vậy thôi, chứ không có hộ khẩu, không có gì hết trơn. Dạ. Vậy là anh này anh ở đây là bao lâu rồi, cái chòi như vậy nè? Anh ở theo em biết là khoảng trên 12 năm rồi đó. Là nấu nướng ăn ở đây dạ, luôn hả? Dạ, nấu nướng ăn ở vậy đó. Thận tới mà không có thấy... Không có điện, đâu. Không có gì hết. Không điện, không có nước, không có toilet gì đó. Đi là đi sau hè. Nước thì múc ở dưới kênh đó lên đó, uống đó. Dưới cái điện này hả? Dạ. Trời. Đó, rồi anh thấy thực tế vậy á. Anh cứ khảo sát mấy người vòng vòng đây là cái nhà này mười mấy năm rồi đó. Có sao em nói vậy á. Anh này có quýnh bài hay là có... Dạ không, không có quýnh bài, không cò bạc gì chứ. Có vợ bơ, thời gian vợ bỏ đi buồn, có nhậu thì có. Dạ. Nhưng mà là em ở gần đây không? Dạ không, em vườn em thì ở đây, vườn cha mẹ em ở đây, nhà em ở trên lỗ á. Dạ. Dạ, chứ không có nhà em không có ở đây. Trời ơi, em giới thiệu cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, rất là khó khăn luôn á. Dạ. Về em thấy em coi kênh của anh với Hoàng Xanh cũng nhiều quá, vậy em mới xin mấy anh giúp đỡ. Dạ rồi rồi. Dạ. Thì bây giờ là Thận cũng tới rồi nhưng mà em không có nhà. Thì em với con em á thì em Trúc kể lại là cũng thỉnh thoảng đi bắt ốc, không biết có đi bắt ốc ở quanh quanh ở đây không, thì Thận cũng cố gắng để đây chờ cái thế nào. Nhưng mà là vợ em là nãy em nói là trước khi lấy nhau là có bầu trước hả? Dạ. Chào có con. Bầu 3 tháng. Đó thằng cháu này không? Đó. Dạ, nó về đó anh. Chào con nha. Dạ, con chào chú ơi con. Con có được đi học không con? Dạ không. Sao không học? Dạ hồi lúc mẹ con bỏ đi á rồi đâu, con trốn về rồi không có làm gì được. Rồi cha con đâu? Rồi cha con đi trả xe rồi. Nhưng mà con biết mẹ con không? Dạ không. Sao con biết mẹ con bỏ đi? Tại cha con nói. Mà mẹ cháu bỏ đi hồi nào? Chắc 6-7 tháng vậy. Đi tới giờ.
À, lọt lòng ra được 6-7 tháng bỏ đi luôn hả? Đẹp. Em nhớ là 6-7 tháng, dữ lắm là 1 năm đổ lại, không có tới nó một được 1 tuổi đâu. À, đẹp gái không? Không cũng được thôi chứ không đẹp gái gì mấy. Tại ba nó nghèo mà. Dép không? Con có dép không? Không. Rồi chào em nha. Em có phải là em Chung không? Dạ. À, rồi vô đây đi em. Trời ơi, đi thăm em rồi tới nhà em trước gặp em sau. Rồi nghe em Chúc giới thiệu là đây là nhà của mình hả? Dạ. Trời ơi, giới thiệu sơ sơ rồi là vô giới thiệu đi, giới thiệu hồi anh hỏi cái câu chuyện của mình. Dạ dạ. Là mình nhà mình là sống hai cha con còn ai nữa không? Dạ không. Em năm nay là mấy tuổi rồi? Em năm nay 34. Rồi vô giới thiệu chỗ ngủ, chỗ sinh hoạt mình dạ. Cho anh thấy đây. Gắn này cho anh. Rồi, ok. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi. Là mình nấu cơm chỗ nào? Nè, anh kẹp cái này ha. Kẹp cho anh. Rồi. Đây chỗ em ăn cơm chỗ này, chỗ nấu cơm là chỗ này. Nấu cơm ở đây. Dạ. Ăn cơm ở đây. Dạ. Ngủ. Rồi chỗ ngủ rồi, em ngủ đây. Ngủ đây. Dạ. Cái này mưa giọt không? Dạ giọt anh. Trời ơi trời. Rồi anh hỏi là cái chỗ mình ở là đất này là của mình hay là của ai? Dạ là đúng rồi, em chỉ có từ đây ra tới khúc này được chút xíu. Nhưng từ đâu đó? Dạ. Là được cái clip này đó phải không? Dạ dạ dạ. Rồi em xài nước ở đâu? Em dưới mương. Nước mưa này hả? Dạ. Rồi sao xài được? Thì lên xét lên, nói chung mình cũng sống qua ngày chứ đóng phèn anh. Rồi điện có điện xài không? Không, sống thầm. Hồi nào giờ em rồi cái nồi cơm đâu, nồi cơm đó anh coi coi. Dạ nồi cơm. Trời, có nuôi chó nữa hả? Đây nồi cơm nhưng mà hết rồi. Đây nồi cơm em nấu đây. Rồi gạo đâu? Trời trời, gạo cơm đây. Ăn cơm chung với chó luôn hay gì vậy trời? Dạ đây đây anh, gạo đâu đây. Gạo này hả? Dạ. Là em sống cái cảnh này là bao nhiêu năm rồi? Em khoảng là 10 năm rồi anh. À, con em là năm nay 10 tuổi phải không? Dạ. Rồi bây giờ hai cha con dạ. Ngồi đi anh hỏi cái chút xíu rồi. Dạ dạ. Rồi bên anh ngồi đi anh. Rồi rồi. Dạ. Ngồi xuống ngồi nè, ghế nè. Rồi bây giờ thì anh cũng giới thiệu luôn là anh cũng ưa đi giúp đỡ những bà con nghèo, bà con khó khăn, cái hoàn cảnh giống như em vậy đó. Dạ. Rồi anh hỏi để giúp đỡ ha, vì cha con mình trả lời thật lòng ha. Dạ dạ dạ. Cái chị là chị Trúc á, giới thiệu lại đây là giới thiệu là em ở đây là vợ bỏ có không? Dạ đúng rồi. Lâu em kể cái câu chuyện vợ con em bỏ. Lúc đó nói chung là đóng là vợ bỏ thằng này mới là con tuổi mấy á. Là sống hai cha con sống lúc đó là tuổi mấy? 26 tháng. Lúc đó sanh ra được bao nhiêu lâu? Lúc đó sanh ra 8 7 tháng. 7 tháng nhưng mà sanh nhanh nhưng mà rồi cuối cùng còn đỏ hói đó anh. À, còn đỏ hói như rồi. Bỏ lúc còn đỏ hói hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng rồi hai cha con em cũng biết làm sao giờ. Rồi cũng gán hai cha con thằng đáo rồi bắt con ốc con cua sống cũng qua ngày đó anh. Nên hai cha con giờ nói chung rồi quay buôn lại rồi cuối cùng tính lo cho nó này kia, cuối cùng giờ em bệnh. À bây giờ em bệnh hả? Dạ. Em bệnh gì? Em mình ngủ xong đó anh, cái sáng xuống không mình cũng hai chân bước không được anh. À dạ, hai chân mày bước không được. Nhưng bây giờ anh thấy em còn đi được mà. Em đi được nhưng mà đi mình không đi được bằng người ta, nhưng giờ không có đi bằng được này kia cho nó. À không, bây giờ không đi làm được hả? Dạ, anh thấy răng hàm trên rụng hết trơn. Dạ em không bằng được rồi cuối cùng hồi đó có rụng không? Dạ hồi đó có rụng răng không? Dạ cũng em thời gian mới đây. Ừ. Dạ rồi bắt đầu đó hai cha con sống vậy rồi cuối cùng cũng nhờ này kia rồi nhà hảo tâm đó anh. À rồi cho gạo, người cho gạo rồi người cho bột ngọt nước mắm đó anh. Anh nghe cái chị Trúc nói là ở đây chùa cho gạo em. Dạ đúng rồi. Dạ có cho gạo rồi cho này bột ngọt nước mắm rồi hai cha con sống qua ngày. Rồi bây giờ là anh được biết là
trước khi em lấy vợ em á là vợ em có mang bầu đó có không? Dạ đúng rồi, trước tiên là có mang bầu này trước rồi. Thì hả? Em, dạ, nhưng mà em biết không mà sao? Không, em không biết nên mới về mấy này kia rồi em mới biết được sau này thôi, về mới em mới biết rồi cuối cùng vợ em cậy cũng thấy vậy em cũng nuôi luôn. Em nuôi luôn. Nhưng mà em lấy xong rồi mới biết vợ mang bầu hả? Đúng rồi. Có cưới hỏi gì không? Không anh. Trời ơi, rồi mang bầu rồi về rồi. Vợ có ở chỗ này không? Có sống chỗ này không? Có sống nhưng mà cuối cùng rồi sinh ra cuối cùng đó hỏi em mới cũng nói chuyện tâm sự với anh đó. Bỏ à. Rồi em cuối cùng cũng tần tảo tới giờ hai cho con sống đó. Trời đất ơi, rồi tóm lại là vợ em sanh là con của em, không phải con ruột em luôn. Dạ. Không. Rồi bỏ đi vậy rồi có gửi tiền về gửi gạo gì không? Không anh ơi. Rồi bỏ đi 10 năm rồi. Bỏ đi. Rồi cuối cùng cái cả bây giờ giấy chứng sinh đó anh. Giấy chứng sinh cuối cùng rồi. Nó cũng đi mất tiêu, cuối cùng nói là không có thể học hành gì được hết. Trời đất. Không làm giấy để nhỏ gì học hành gì hết luôn. Con trai tên gì con? Phúc. Con tên Nguyễn Dũng Phúc. Rồi nhưng mà ở đây cha con thương con không? Dạ thương. Trời đất ơi. Vậy là không phải con ruột con của em hả? Dạ. Hồi đó biết vậy thì sao mà em cũng còn dướng vô? Em không biết là có bầu trước đó không? Ừ. Nhưng mà rước về là mình thương mình mới biết, mình mới hiểu rồi mình mới biết. Mà rước về em có đối xử tốt không mà sao tốt. Tự nhiên bỏ đi vậy? Tốt cuối cùng có nhỏ em thiệt. Cuối cùng giờ bỏ đi mà bỏ đi giấy tờ giờ không làm giấy cho nhỏ đi học này kia được luôn. Vậy đó bây giờ cháu không có khai sanh luôn. Không luôn. Sao em không đi ra ngoài xã mình cái em đi rồi, em đi rồi đó, em đi rồi anh. Mà nhưng mà ngoài không bây giờ phải có giấy chứng sinh mới được. Rồi á dưới bây giờ hô rồi giờ bị thử ADN đó anh. Rồi này kia nói chung là nhiều lắm. Này kia bắt đầu mới về này kia mà đem giờ tiền bạc hay cho con giờ. Gạo người ta còn cho ăn mà lấy gì mà để mà đi thử này kia vậy. Trời rồi cuối cùng đất quỷ thánh thần ơi. Thằng nhỏ không học luôn. Nhưng mà lúc em lấy vợ đó là không biết vợ mình mang bầu hả? Đúng, em không biết. Rồi em không hỏi thử rồi sao kỳ vậy trời? Lúc đó em không thật sự mình nói chung là em cái lúc em phát hiện mang bầu rồi vợ em có nói với em gì không? Ừ, không anh ơi, rồi cuối cùng sanh ra bắt đầu là cuối cùng bầu mình về mình đi khám đó anh. Khám mình mới phát hiện ra em lúc đó mình mới biết thôi. Rồi lúc biết là vợ em có xin lỗi em hay gì không? Dạ cũng không có tiếng nào rồi xong xuôi rồi em cũng chấp nhận cũng mang bầu cũng em cũng chấp nhận nhưng mà cuối cùng rồi bỏ thằng nhỏ cù bơ cù bắt. Rồi em sống cái chỗ này như vậy thì anh chị em của em là có ai mà em nhờ giả gì được không? Dạ nói chung là nhờ đâu nói chung giờ ai cũng nghèo khó chứ nói chung hai cho con đó thí dụ ngày bắt ốc bắt cua đó anh thì ăn qua ngày thôi à. Cha mẹ em có khá giả không? Không, cha mẹ em nói chung là lúc đó cha mẹ em cũng ly dị với nhau rồi nhưng mà dạ cha mẹ em ly dị với nhau nói chung là rồi khá gì bây giờ nó cũng như mạnh này mới sống đó anh. Rồi bây giờ nói chung em vậy thì cha mẹ anh em ai cũng nghèo khó chứ. Rồi bây giờ nói chung là giờ thấy ví dụ bây giờ xuống mương ví dụ hai cha con này kia đó anh thấy đó anh cũng bắt con ốc bắt con cua sống qua ngày đó anh. Anh nghe dạ. Kể lại là em dạ. Còn một người em có dấu hiệu tâm thần nữa đúng không? Rồi đúng rồi đúng rồi cũng ưa là quánh mẹ quánh cha đúng không? Dạ quánh sao là nói chung thằng em nó là nó té xe đó anh. Rồi nói chung là rồi bắt đầu nó không được bình thường đó. Nghe nó mới quánh cha mẹ nhập viện gì đó có không? Dạ cũng mới đây đó. Quánh sao? Dạ cũng như quánh cha mẹ cũng như này kia đó. Rồi... có nghĩa là quánh bị thương sao? Dạ bị thương cũng như là quánh bên này kia rồi đùi nè rồi giò đó anh. Rồi nhập viện rồi nói chung là mẹ cũng khổ đi mặn mướn. Bả giờ rồi cuối cùng cũng đi mặn mướn nổi đâu. Rồi lúc trước á mẹ cũng còn đi mặn mướn nổi, giờ mẹ giờ nói chung già rồi đó anh. Năm nay mẹ cũng sáu mấy rồi. Sáu mấy rồi đâu có còn đấy mà mặn này kia nổi ở đâu. Rồi em sống cái cảnh như thế này hàng ngày
em đi bắt ốc rồi bắt cua gì đó vân vân rồi em có tiền để mua này mua nọ không? Không, nói chung là em nhờ bên từ thiện cho đường, ví dụ đường nha anh, ví dụ nước mắm bên từ thiện đó với gạo. Bây giờ trong túi có tiền không? Không. Trời ơi, tội quá vậy. Nãy nghe em Trúc cũng giới thiệu đó, thì cái lúc mà vợ bỏ với sanh cháu nội ra thì em cũng buồn, trước kia không có nhậu rồi sau này có nhậu phải không? Dạ, lúc trước em có nhậu rồi nhưng cuối cùng sau này em bị cái giò em mới nghĩ, nhưng mà nghĩ giờ em là không có nhậu. Lúc trước á em có nhậu rồi cuối cùng cũng có xích mích với xóm làng đó anh, cũng có chút rồi cuối cùng em giờ mà thấy rồi lo cho nó, bây giờ mình phải không còn nhậu nữa để lo cho... bây giờ nghỉ chưa? Dạ nghỉ rồi phải lo để lo cho nó, hai con sống một ngày đó. Bây giờ em thương cháu như là con ruột không? Dạ, hai con bình thường một đêm không có nói em ngủ không được đó. Là em năm nay là ba mấy rồi? 34 anh. 34 tuổi. Dạ. Bằng đêm không có nói là em ngủ không được. Sao không lấy vợ nữa? Không, anh thấy em đủ rồi. Bây giờ hoàn cảnh mình vậy ai mà chịu mình đâu đó nữa, mà để người ta dòm thấy không, người ta cũng sợ rồi chứ đó mà ai mà dám ơn mình nữa đâu. Giờ hai cha con về ôm tới ngủ nhau rồi sống qua ngày vậy anh. Bây giờ nãy như anh hỏi em rồi là em ở đây không có điện, không có nước rồi tối em đốt bằng đèn gì? Không có gì đốt chứ. Để vậy luôn hả? Dạ. Trời ơi, coi về tối thui vậy sao đi tới luôn được trời. Nói chung là quen rồi, rồi từ từ cũng hơn cái chục năm rồi, giờ mình cũng... Trời. Hai cha con em vậy đó. Sống tội quá trời, có bữa nào ăn cháo nhịn đói ăn mì gói gì không? Thì nói chung là ví dụ mình ăn mì gói thì mình bắt nước mình cũng như nấu thầm thì mình quen mình bắt được, còn không quen bắt không được đâu. Trời đất ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá anh Trúc ơi, giới thiệu có hoàn cảnh gì đâu mà đặc biệt quá trời luôn. Em suy nghĩ là... lắm rồi em mới điện cho anh đó. Rồi, củi này là mình tự chặt á hả? Dạ, tự chặt đó anh. Cũng do cái hoàn cảnh của em nghèo quá thì thương em là cái chỗ là có vợ có vợ, mà vợ có bầu trước khi mà về ở với mình mà em vẫn cưu mang cháu không bỏ rơi cháu. Rồi em cưu mang rồi thương cháu như vậy thì tụi anh thấy cũng tội nghiệp em, cho nên là anh tới anh sẽ giúp đỡ cho em. Nhưng mà cái đường xúc động quá ha em. Rồi thương em thiệt, nhưng mà cái đường xá xa xôi quá, anh hôm nay anh không có mua gạo được, anh tới giúp thẳng tiền mặt cho em luôn. Mà bây giờ là không có ngàn nào túi hả? Bây giờ có muốn cho cháu đi học không? Dạ em muốn chứ, ai mà bây giờ anh giúp cho em 3-4 triệu, em hỏi thử xã, hỏi thử tạo điều kiện cho cháu đi học được không ha? Dạ. Con biết chữ không con? Dạ không. Bây giờ không biết chữ gì hả? 10 tuổi hút vô lớp 1 rồi. Rồi em cứ hỏi đi ha, hỏi xã mình gắng cố gắng tạo điều kiện. Giờ mấy anh giúp giùm ngày kia em cảm ơn rất là nhiều. Cố gắng lên em ha. Có muốn mẹ về không? Mẹ của cháu về không? Thì mẹ nói chung là 10 năm nay này không về tới đây với anh. Không liên lạc luôn hả? Nhưng mà giờ em còn thương không? Nói chung là mình ai mà cũng thương chứ, nhưng mà mẹ ghét vô tâm. Nhưng mà trời đất ơi. Kính thưa tất cả quý cô chú Mạnh Thường Quân, hồi nãy giờ Thuận hỏi thăm cái câu chuyện gia đình của em thì Thuận rất là tội nghiệp luôn. Cuộc sống của em bây giờ là coi như là không có điện, không có nước, không có nhà, coi như là em chả có cái gì cho cô chú anh chị. Cho nên Thuận rất là tội nghiệp, giúp được cái gì Thuận sẽ giúp hết mình. Nhưng mà cái vị trí của em ở đây xa quá, Thuận đi qua mấy cây cầu tre lận, cho nên là không có giác gạo được. Cái cây cầu của cà sàn thì Thuận xin được phép hoàn cảnh của em, Thuận giúp đỡ bằng tiền, rồi gạo thì em tự đi mua. Xin được trích số tiền là của chị Ly Sao Huỳnh ở bên Mỹ nhiều lần ủng hộ, số tiền còn lại là 7.430.000, trích ra 2 triệu còn lại là 5.430.000. Gia đình Colin ở bên Úc nhiều lần ủng hộ, số tiền còn lại là 2 triệu, Thuận sẽ dùng hết số tiền này luôn, tổng cộng số tiền là 4 triệu. Anh gửi cho em ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, cố gắng lên em ha. Dạ, rồi. Thôi em đây nè, cũng
cảm ơn những nhà ngồi xuống đi em, ngồi xuống đi cao quá. Nhờ những nhà cô chứng mình Hồng Quân đã giúp đỡ hai cho con em, nhưng mà cầu mong con đứng lên với cha. Đứng lên với cha luôn hả? Rồi đứng lên đi con. Rồi giúp đỡ hai cho con em sống. Rồi con cảm ơn. Em nhỏ lớn cảm em cảm ơn con. Trời ơi, rồi được rồi con. Nhỏ lớn em có được học cao không em? Dạ, á dạ em được lớp 8 anh. Thôi cố gắng lên ha, bây dạ. Giờ cô mang ha, nữa thì cháu nó biết lại nó khôn ngoan lên thì nó cũng báo hiếu lại em. Dạ. Anh thấy như là trên trán em như, giống như là nó lỡ gì đó. Nấm đó anh, bị nấm ngay đầu đó anh. Em bị bệnh đó đó hả? Dạ. Có đi khám thử không? Dạ không anh, không có tiền ăn nó đâu tiền nữa mà khám. Trời ơi trời. Rồi gắng nghe lời anh dặn ha. Dạ. Tìm cách cho cháu đi học ha. Dạ. Để cho nó biết chữ. Dạ. Bèo gì thì cũng biết chữ đi. Dạ. Chứ biết sao giờ. Dạ. Rồi anh cố gắng cảm ơn Trúc rất là nhiều ha. Dạ. Hy vọng thì nếu mà Thuận nhận được tình thương của cô chú Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ cho em thì Thuận cũng cố gắng hết mình. Dạ. Thuận cũng tiếp lời với gia đình của em. Cũng như là em xin gửi lời chân thành cảm ơn. Dạ cảm ơn. Số tiền của quý Mạnh Thường Quân hôm nay Thuận giao duyên tới em để giúp đỡ cho em vượt qua khó khăn. Xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Dạ. Cố gắng lên em ha. Dạ. Dạ, thay mặt gia đình anh Trung cảm ơn quý Thường Quân trong nước của mình, nước xin giúp đỡ anh Trung. Anh Hằng cảm ơn. Trời ơi, anh mới cảm ơn em nhiều quá. Trời ơi, khéo léo quá. Dạ. Rồi bây giờ ở đây em có muốn chăn nuôi gà vịt hay là em có muốn làm cái gì được không? Dạ. Đâu dạ. Nói anh biết rồi. Em nói chung em cũng muốn chăn nuôi nhưng mà em không có tiền để mà chăn nuôi được á anh. Anh đang chăn nuôi được không? Dạ được anh. Chăn nuôi cái gì? Đây nói chung là em muốn chăn nuôi là em nuôi bò đó anh. Bò hả? Dạ. Rồi bò có cỏ ăn không? Dạ ở đây có chứ. Bò con bò ở đây nuôi cỡ con bò có bao nhiêu tiền? Em đậu bò được khoảng là có 10 triệu. Ừ. Nếu mà anh nhận được tình thương của Mạnh Thường Quân dạ. Thì anh sẽ giúp cho em con bò. Dạ. Vậy. Để đạt được ước mơ của em luôn. Dạ dạ. Ha. Dạ. Vậy là con có thích nuôi bò không con? Trả lời xích bà nhỏ không biết chữ cho đi chăn bò nó chết luôn. Thôi giờ làm gì cũng cố gắng ha, anh cũng mong muốn là dạ. Giúp đỡ cho em hết mình luôn chứ dạ. Anh thấy cái nhà của em gì anh cũng không có nở nữa. Dạ. Cũng cố gắng để anh đăng cái clip này lên này cô dạ. Chú Mạnh Thường Quân thương giờ gửi giúp được bao nhiêu thì anh cố gắng. Dạ dạ. Rồi ha. Dạ, dạ. Cố gắng lên em Chung ha. Dạ. Chào người đàn ông có cái tấm lòng tuyệt vời luôn, cao cả luôn, nuôi con của người khác. Rồi em nuôi vậy rồi có ai chọc ghẹo em mà nuôi con người khác không? Không, cái đó nói chuyện nhưng mà nói với em cũng bình thường á. Ừ. Nhưng mà vợ em cũng tệ thiệt á, vợ em mà biết là mang bầu con người khác rồi tự nhiên quẩy về cho em như vậy không có xin lỗi, không có nói tiếng nào hả? Không chừng em. Gì kỳ cục vậy? Dạ. Yeah. Nhưng mà cái lúc ở về ở với em đó là có ngủ chung với em là có như sinh hoạt bình thường giống như vợ chồng không? Cũng bình thường nhưng mà cuối cùng là lúc nó sanh vậy đó anh. Rồi cuối cùng rồi cũng như là thường nó biết rồi đó. Biết là không phải là của em đó rồi sanh rồi bỏ. Rồi. Em cũng nuôi nhưng mà hai cha con nhà sống cũng rất là vui đó anh. Dạ, nhưng bây giờ vậy tuy rằng vậy mà vẫn còn vui luôn hả? Không, em vẫn vui. Không có nói mà em ngủ không được đó. Nhưng mà quê vợ đâu em? An Giang đó anh. An Giang. À, nhưng mà ba mẹ vợ biết không? Biết mà. Biết mà con cháu họ có nhận không? Không. Cũng như là qua tay cũng như là sinh ra từ lúc sinh rồi không có còn đấy dính líu không có. Ừ. Con trai lại chú hỏi con. Rồi chú hỏi con. Rồi con trai có đó giờ có gặp ông ngoại bà ngoại chưa? Chưa. Ông nội bà nội ở đây thì sao? Ông nội bà nội thì biết chứ ông ngoại bà ngoại không biết, lúc đó đỡ hổn mà anh. Ừ. Lúc đó đỡ hổn đâu có biết được. Là chú hỏi rồi. Rồi chú hỏi đứng đây nè. Là chú hỏi rồi. Rồi con ông ngoại bà ngoại không nhìn con không đó giờ từ sanh tới giờ đó không gặp con luôn mà con có buồn không? Không. Gì kỳ vậy? Thay cho con gì đâu mà không cùng máu mủ mà sao giống cái tánh dữ vậy trời.
ở đây gái ngoan ngoãn nghe lời cha ha. Dạ, dạ chú. Ừ, cái gì nó qua được qua luôn đi. Dạ. Ừ, chú nghĩ là con cũng giống như là Tôn Ngộ Không rồi đó. Rồi xanh ở đâu rồi táp vô rồi đây luôn rồi giống như Tôn Ngộ Không rồi. Bây giờ là chú tới rồi, bây giờ là cũng giúp đỡ, cũng mong muốn cho con đi học để tìm thầy học đạo. Cảm ơn chú. Rồi con vậy ha, cố gắng lên nha con trai. Móc mèo chưa? Không có dép hả? Mua cho cháu đôi dép ha. Dạ, dạ dạ. Nhưng mà ở gần đây có chỗ mua gạo không? Dạ, đây trên chợ mới có. Ừ em. Ờ vậy biết em tự mua đi ha. Dạ dạ. Thuận còn nhận gạo của hai cháu Thanh và Phương. Tới mấy bao lần, còn 6-7 bao lần, nhưng mà Thuận đi qua cái mấy cây cầu tre nó lắc quá trời, nó sợ gãy cho nên là Thuận không có chở theo được. Với lại đường xá xa xôi quá, Thuận xin phép Thuận sẽ quay cái hoàn cảnh sau Thuận sẽ mua gạo. Rồi vậy anh về ha. Dạ. Chúc sức khỏe anh nhiều nha. Rồi anh lấy lại cái mít. Rồi cảm ơn em nhiều ha. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và khán giả, nếu Thuận nhận được tình thương của quý mạnh thường quân để giúp đỡ cho em Trung thì Thuận cũng cố gắng hết mình. Thì bây giờ Thuận xin kính chào và hẹn gặp lại.